Giá cà phê hôm nay, ngày 12 tháng 3 năm 2024, giá cà phê trong nước tăng 700 đồng kg. Giá cà phê trong nước được cập nhật lúc 5 giờ phút ngày 12 tháng 3 năm 2024 như sau. Giá cà phê trong nước tăng trở lại, mức tăng từ 600 đến 700 đồng kg. Hiện giá mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 91.300 đồng mỗi kg. Giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông là 91.500 đồng kg. Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Con Tum ở mức giá khá cao với 91.200 đồng mỗi kg. Tại tỉnh đắk Nông, cà phê được thu mua với giá cao nhất 91.500 đồng kg. Giá cà phê nhân xô, cà phê nhân, cà phê nhân tươi tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà. Cà phê được thu mua với giá 90.800 đồng kg. Giá cà phê hôm nay, ngày 12 tháng 3 tại tỉnh Đắk Lắk ở huyện cư Mờ Ga Cà Phê được thu mua ở mức 91.300 đồng mỗi kg, còn tại huyện Ea Hát Leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 91.400 đồng kg. Thị trường vẫn tỏ ra thận trọng khi Brazil chuẩn bị bước vào thu hoạch vụ mùa mới năm nay, hứa hẹn sẽ gia tăng sức bán phòng hộ trên các sàn giao dịch kỳ hạn và đồng re ice hiện đang ở mức có lợi để họ bán cà phê xuất khẩu. Giá tiêu hôm nay ngày 12 tháng 3, đi ngang thấp nhất ở mức 92.500 đồng kg. Theo khảo sát, giá tiêu hôm nay dao động trong khoảng 92.500 đến 95.000 đồng kg. Theo đó, hai tỉnh Gia Lai và Đồng Nai duy trì giá thu mua tiêu không đổi ở mức 92.5 đồng kg. Cùng thời điểm khảo sát, thương lái tại Đắk Lắk, Đắk Nông và Bình Phước đang thu mua tiêu với giá 94.500 đồng kg. Giá thu mua tiêu cao nhất khu vực hiện được ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa. Vũng Tàu là 95.000 đồng kg. Về giá cả qua tổng hợp số liệu, ông quan sát thấy có quy luật lặp lại 3 lần trong 50 năm qua, là mỗi khi cầu lớn hơn cung, giá cả cũng tăng vọt theo. Ngược lại khi cung lớn hơn cầu, giá sẽ giảm xuống và duy trì ở vùng đáy. Giá tiêu hiện vẫn ổn định và có thể có khả năng tăng thời gian tới. Nguồn cung vẫn chưa thể đáp ứng đủ cầu, không giống như nghệ hay gừng, giá cả tăng lên mỗi năm. Các trang trại trồng nhiều hơn và năm sau giá lại giảm, hồ tiêu cần 3 đến 4 năm nữa mới đảm bảo được nguồn cung do tình trạng thiếu diện tích trồng đã xuất hiện từ 3 năm trước. Các vùng trồng hiện tại cũng phải đối mặt với các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu song nhu cầu dài hạn về tiêu vẫn rất mạnh, ông nói, theo một số doanh nghiệp và chuyên gia trong ngành hồ tiêu, thời gian qua giá tiêu ở nhiều quốc gia như Brazil, Indonesia thường xuyên cao hơn Việt Nam thậm chí có thời điểm indonesia không có hồ tiêu để xuất khẩu thực tế thời điểm này chỉ có việt nam đang thu hoạch nhiều giá thế giới cao hơn trong nước thêm tâm lý sợ thiếu hàng và tăng giá nên nhiều doanh nghiệp chủ động tăng lượng mua vào đẩy giá hồ tiêu tăng nóng